Hi, xin chào anh em đã quay trở lại với channel của Tử. Ok, hôm nay chúng ta sẽ cùng đi review một con game. Nói chung là con này không phải lậu mà thuộc dạng bản chính thức. Có thể là con này hình như là ở nước ngoài anh em à, chứ không phải là bản Việt hóa nha, nhưng mà vẫn có tiếng Việt để cho anh em chơi. Con này nó dựa trên MuBC, nhưng mà nó cũng nó đã làm trên mobile để cho anh em chúng ta có thể dễ dàng chơi hơn. Có thể tích hợp chơi kiểu vừa PC mà vừa mobile luôn cũng được. Được rồi. Với con game này thì nếu mà anh em nào đã từng chơi rồi thì tôi nghĩ là chơi khá là dễ. Còn những anh em nào mà mới tập chơi lại có thể là bỏ lâu quá, giống như Tử là nó có thể là quên khá là nhiều. Tử cũng quên rất là nhiều rồi, mọi người phải nhờ trợ giúp khá là nhiều đấy. Được rồi, hiện tại là con này nó có 3 server luôn, server VIP, server bot với lại server trai quýt. Sẽ vào với server sport, nói chung là mình sẽ vào server sport. Còn server cuối cùng á, server trai quýt thì để anh em giao dịch và buôn bán cho nó nha. Thường mình sẽ vào server sport để cho vừa làm nhiệm vụ mà vừa reset nó dễ dàng. Ok, sau khi đăng nhập vô này anh em thấy Tử đẹp trai không? Đây là cái kiếm. Tử hiện tại tôi đang cầm kiếm với một cây chùy đấy, và một cái set đồ. Nói chung là đồ này nó không, tôi nói không phải là xịn lắm nhưng mà cũng khá là hài lòng. Và Tử cũng xin cảm ơn bạn Hoàng nha. Bạn Hoàng đã tài trợ cho Tử, nói chung là thứ nhất là hướng dẫn cho Tử có cái lối chơi trở lại. Nói chung là để Tử tìm lại cái lối chơi ngày xưa, chứ bỏ lâu quá cũng không nhớ nha. Bạn Hoàng đã trợ giúp Tử, đã hướng dẫn Tử để mà Tử có cái lối chơi quay trở lại. Nó đã nhớ cũng khá nhiều về cái lối chơi của nó rồi, với đồ đạc luôn. Mọi người có thể nhìn thấy đồ đạc đây là tất cả bạn Hoàng cho hết. Bạn Hoàng có tên Facebook là Hoàng Thấp Đấu. Bạn ấy khá là tốt, bạn ấy giúp đỡ Tử khá là nhiều đấy, và cũng hướng dẫn Tử nhiều thứ nữa. Được rồi, để Tử dạo qua một vòng. Mọi người có thấy bà tím C3 không? Bà áo tím này thì mọi người khi mà luyện tới cấp 220 á, mọi người tìm bà này để mà làm nhiệm vụ nha. Tìm nhiệm vụ bà cần cái gì thì qua Noria mua cái đó về đưa cho bà là xong nhiệm vụ. Còn ở đây là một số phím để mà buôn bán các vật phẩm. Nếu mà anh em nào đó ta chơi thường xuyên thì thừa biết rồi, thì Tử cũng không dám đề cập nhiều. Còn những bạn nào mới chơi thì có thể xem video của Tử nha. Còn bác thời gian ở đây nữa, bác thời gian mà cũng bán một số thứ linh tinh lung tung này. Đấy. Ở phía trước cũng vậy. Còn lại người sói nè, cái ông đầu tiên đây, từ cửa đi qua là ông đầu tiên đấy. Khi nào mà anh em đủ 600 level đó, thì anh em hay gặp ổng nha, gặp ổng để mà reset. Hình như là con này cho reset là maximum luôn, nói chung là vô hạn, không có tính gì hết. Hiện tại là Tử cũng reset được khoảng mấy chục lần đó. Còn đây cũng là một cái thím bé bé cũng bán đồ tùm lum này. Tất cả các loại đồ của tất cả các hệ có đầy đủ ở đây hết, anh em có thể để mà mua nha. Nói chung là này là đồ thường thôi, còn nếu mà muốn đồ tốt hơn là hình như là một là mua trên web, ở trên web có đầy đủ luôn á. Nói chung trên web shop là có tất cả mọi thứ cho nó luôn, mà giá bán nó cũng tương đối hình như hơi rẻ. Cái đó thì anh em có thể tự tìm hiểu và tại Tử sẽ để cái link ở dưới phần mô tả để anh em có thể truy cập vào trang chủ để mà tải game với lại mà chơi luôn nha, để mà có thể mua sắm gì thích mua gì mua. Nhưng mà đối với Tử chơi nó dạng giải trí thôi, chứ Tử cũng không muốn đầu tư nhiều, tại ở đây giờ toàn rồ không à, mấy anh mà đầu tư nhiều vô đây cũng rồ à, nên mình chơi chủ yếu cho đẹp, cho gợi nhớ lại cái tuổi thơ thôi, chứ thực tế là mình cũng không dám đề cập nhiều. Được rồi, anh em muốn reset nhiều thì có thể là sau khi mà level 1 thì anh em ra đây để anh em đặt cho nó đủ level 50, xong rồi sau đó anh em hãy lên arena nha. Arena đây, anh em muốn arena nào cũng được, nói chung không cũng được mà một cũng được, nói chung là chỗ nào cũng được, chỗ nào quái càng đông càng tốt thôi. Anh em vào để quẩy.
trong đây thì anh em quẩy nó lên nhanh nhanh lên level đó. Đó. Khi nào quẩy đủ 600 level thì anh em có thể quay trở về Loyalsea để mà reset nha. Reset là vô hạn. Anh em thấy Tử quay tốc độ bằng thờ không? Đây là tất cả số điểm của Tử đây. Hiện tại là Tử vẫn còn một dòng năng lượng chưa có mắc. Con DK này, con chiến binh này mình chơi chỉ tới 32.767 là nó mắc rồi. Nó mắc cái điểm cộng. Tử vẫn còn cái cột năng lượng nữa là chưa có mắc thôi. Chủ yếu là đồ đạc. Muốn hơn thua nhau thì cần phải có đồ đạc. Chứ con này reset càng nhiều càng tốt thôi. Hồi xưa giờ anh em chơi chắc anh em cũng thừa biết mà. Con này tên là Mu Away nha anh em. Anh em có thể tìm trên Google Play cũng có. Mà hoặc anh em vào thẳng trong web nó để mà tải về cũng có luôn nha. Rồi, Tử hiện tại là Tử đang đứng ở server bọt nên nó cũng hơi khá là vắng vẻ. Chứ anh em qua server mà cuối cùng á, server trai với quất là nó dùng để mà buôn bán giao dịch, qua đó là đứng đông nghẹt luôn, chặt cứng luôn. Rồi Tử sẽ qua đó để cho anh em xem cái nha. Đây, server cuối nè anh em. Mình đã vào được server cuối rồi. Server chuyên để mà buôn bán kinh doanh thôi. Tại nhà này hơi đông rồi. Dân đầu cơ buôn bán ở đây khá là nhiều. Bên đây toàn thuộc dạng rô không à. Đấy. Quá trời, toàn là cao thủ rồi. Mình chỉ là một trong những hạt cát nhỏ nhắn ở đây thôi. Tất cả mọi thứ là đồ đạc kiếm nọ bằng hoàng vẫn cho mình hết, chứ mình cũng không có để mà mặc nữa. Bạn ấy cũng hướng dẫn lại mình một số lối chơi khá nhiều, rất là cảm ơn bạn Hoàng luôn. Đấy. Được rồi, năm na con này nó là như vậy. Video này Tử chỉ là giới thiệu anh em cái con này thôi, còn những video tiếp theo Tử sẽ hướng dẫn anh em một số thứ giống như là reset như thế nào, cộng điểm như thế nào, hay là làm cách nào để có đồ đạc, tất cả mọi thứ. Như vậy nha anh em. Được rồi, video này Tử sẽ kết thúc ở đây. Nếu anh em nào thấy thích thì để lại comment dưới, còn nếu ủng hộ Tử hãy để một like, subscribe nha. Chào anh em.